chủ nhà suýt ngất khi thấy căn phòng ngập rác bốc mùi hôi thối của chàng trai trẻ. Chứng kiến căn phòng ngập rác bốc mùi hôi thối của chàng trai trẻ, mạng trên tay đầy thuyền với cô gái xinh đẹp 18. Thời gian qua, lứa trai xinh thì gái đẹp đều có ít lần bị bóc phốt với những căn phòng ngập ngụa rác thải. Mới đây, một nam thanh niên mới đảo quái mạng một phòng trọ bị bãi rác. Đoạn clip được một tài khoản NH đăng tải với nội dung như sau. Cứ ngỡ chỉ trong phim, ai ngờ thanh niên mặt mũi sắt sủa ở dãy phòng nhà tôi đây. Mở đầu đoạn clip đập vào mắt người xem ngập ngụa rác với giấy vụn đồ hộp bỏ đi vân vân. Hai người phụ nữ lớn tuổi phải sắn tay dọn đống rác thải trong phòng, rác trên giường xuống đến dưới sàn nhà. Không ai có thể nghĩ đây là nơi sinh sống của một chàng trai. Quá kinh hãi, người phụ nữ phải thốt lên rằng rồi bỏ thế này ô nhiễm môi trường. Nhân đoạn ngủ trong hành sinh viên in lại tại khu trọ ở huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi đăng tải, nhiều người đã ngán ngẩm với sự bê bối của bạn trai trẻ này. Đoạn clip đang chiếm sóng nơi cõi mạng, dân tình cũng không ngần ngại đẩy thuyền thanh niên trẻ cô gái chiến ích với căn phòng tương tự hồi tháng 8 vừa qua. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.